Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Gaming. Có lẽ là chưa bao giờ server của chúng ta lại nóng lên như thời điểm này, khi mà có một cái event quá ngon cho phép chúng ta không chỉ sở hữu một cái thẻ đổi tiền miễn phí mà còn có thể ra được rất nhiều những cái skin súng, mà đó là những skin súng cực hiếm. Có vẻ như Gaina được gần đây nó đang muốn thanh lý toàn bộ những cái gì gọi là hiếm nhất trong Gaina Free Fire. Ok, và lúc này thì có rất nhiều tranh cãi liên quan đến khẩu cái chết tím đó, đặc biệt là khẩu M104 cái chết tím. Thì theo một số cao thủ server có nói rằng đây là một khẩu súng mà dễ one shot nhất và đây là khẩu súng M04 mạnh nhất. Thì cá nhân tôi nghĩ là nếu như đây là khẩu súng mạnh nhất thì chẳng có lý do gì Gaina lại cho nó vào trong một sự kiện miễn phí cả, mà Gaina sẽ cố gắng là bán lấy tiền thì có lẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì mình cũng mang thử khẩu này vào game. Mình thì không phải là một người mà biết bắn shotgun one shot hay là bắn shotgun tốt. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ muốn thử nghiệm xem là cái khẩu này thì cái nội tại ẩn của nó là cái nội tại khi mà ngồi xuống và gây sát thương thì nó có gây ra thêm sát thương hay không. Ở trên đảo huấn luyện ấy thì khi mà bắn ấy thì việc mà bạn đứng và ngồi thì nó không gây ra được quá nhiều sự khác biệt. Cái khẩu này khi mà bắn ở tầm cận thì nó sẽ gây ra từ khoảng 20 cho đến 28 sát thương. Nếu như mà khi mà ngồi ấy thì khoảng mình thấy là bắn lên được 28 sát thương, và có vẻ như là cái nội tại của cái súng này nó vẫn hoạt động. Thì cái khẩu M04 cái chết tím này nó có một cái dấu nhỏ, đó là ngồi ngắm tăng sát thương khi ngồi bắn, và cái khẩu này nó chỉ có một thuộc tính, nó tăng một tốc độ bắn thôi. Thì có rất nhiều những cái tranh cãi là cái khẩu này khi mà ngồi xuống thì nó có được tăng sát thương hay không. Cá nhân mình thì thấy rằng là nó có tăng sát thương một chút khi mà chúng ta ngồi bắn, nhưng cái sát thương này thì nó không ghi rõ là bao nhiêu. Ngày xưa ấy, theo cái trí nhớ của mình ấy, thì cái khẩu M104 cái chết tím này hay là những khẩu cái chết tím thì khi mà ngồi ấy, nó sẽ được tăng thêm đó là 5 hay là 10% sát thương gì đó. Và thực sự thì là khi mà mình thử vừa ngồi bắn thì mình gây được 28 sát thương ở tầm rất gần. Tuy nhiên thì khi mà bắn ở tầm xa thì mọi thứ nó sẽ không dễ dàng như vậy. Khi mà bắn ở tầm xa thì chúng ta bắn ở tầm gọi là trung, đối với một khẩu shotgun như này thì mình vẫn gây ra được 28 sát thương, chứ không phải là do ngồi hay là do đứng. Mình nghĩ rằng là cái cơ chế của game này thì nó cũng không phân biệt là khi nào bạn ngồi hay khi nào bạn đứng thì bạn gây được nhiều sát thương hơn đâu. Tuy nhiên thì có vẻ như là cái khẩu này nó vẫn có tăng thêm một chút sát thương so với cả khi mà chúng ta đứng. Khi mà đứng ấy thì thường là mình thấy là hay gây được khoảng 20 cho đến 25, 26 sát thương. Còn đấy, việc mà gây 28 sát thương thì phải tầm rất gần, hoặc là khi ngồi xuống thì có thể tăng lên thêm 28 sát thương. Có thêm một cái thông tin nữa, đó là một số cao thủ thì cho rằng là cái khẩu M104 này thì nó sẽ có khả năng one shot dễ hơn. Nhưng mà cái này thì nói thật là mình không biết cách bắn shotgun one shot, và đó là lý do vì sao mình không thể test cái này được. Thì có lẽ là các bạn sẽ cần nhờ đến những cao thủ ở server Việt Nam để test xem cái khẩu này có one shot được hay không. Và có một thanh niên quyết định là sẽ team up với mình. Đó, khi mà mình đứng bắn ấy thì sát thương lớn nhất của mình là lên khoảng 26 sát thương nha anh em nhá. Còn khi mà ngồi thì sát thương cao nhất là 28 sát thương. Thì như vậy là mình thấy là nó có tăng sát thương thật, nhưng cái sát thương của nó tăng lên là không quá nhiều. Và nếu như mà khẩu này nó không có một cái nội tại ẩn hay là một cái chỉ số ẩn thì mà cho phép chúng ta bắn one shot tốt hơn ấy, thì cá nhân mình vẫn thích khẩu đôi mắt tử thần hơn, vì đôi mắt tử thần nó tăng 2 tốc độ bắn và cái khả năng dồn sát thương của mình sẽ nhanh hơn hẳn so với cả việc mà mình chỉ có một tốc độ bắn đến từ khẩu M104 cái chết tím này. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta có cái khẩu súng hiếm này cũng là một cơ hội rất là tốt. Tại vì thực ra nếu mà bạn mở ra M04 đôi mắt tử thần thì nó hơi khó. Khẩu này nó không hề dễ mở ra một chút nào. Bên cạnh đó thì cái việc mà chúng ta có đấy là cái cơ hội để mở ra cái súng vĩnh viễn từ cái hòm cái chết tím của bên Gaina này là tương đối dễ. Vâng, tương đối dễ. Từ sáng giờ mình đã thấy rất nhiều bạn khoe là mở được súng vĩnh viễn rồi, cái chết tím hoặc là M04 hoặc là SCAR, thậm chí UMP nữa. Cái bộ này nó có tổng cộng là 4 loại súng khác nhau, đó là M104 là khẩu shotgun, UMP khẩu M14 và khẩu SCAR. Thì anh em nào mà có cái bộ này thì dùng cũng được. Mình không đảm bảo với các bạn về chuyện là cái khẩu này có one shot đấy không, nhưng khẩu này nó có cái nội tại ngồi xuống bắn là nhiều sát thương hơn, thì có vẻ như là có thật. Ok, và đó là một số những thông tin của mình liên quan đến những cái tranh cãi về khẩu súng M104 cái chết tím này. Thì hy vọng là anh em, nếu mà anh em có thời gian, anh em bỏ thời gian ra test, và các bạn có thể phản hồi bằng cách comment ở dưới cái video này về cái nội tại ẩn của nó, cũng như là một số những cái kỹ năng mà xoay quanh cái khẩu súng này. Ngày hôm nay thì bên Gaina Free Fire thì họ cũng đã xác nhận chính thức là cái đầu lâu tím nó sẽ xuất hiện ở đâu. Trong đó thì đầu lâu xanh và đầu lâu tím thì các bạn có thể đổi được thẻ đổi tên, hòm sắc xanh
Cyberpunk, ảnh Cyberpunk, nền Cyberpunk, cũng như là 5 cái đầu lâu xanh hoặc 5 đầu lâu tím thì sẽ nhận được, đó là M04 cái chết tím. Và cái đầu lâu tím thì nó sẽ chỉ xuất hiện rải rác trên bản đồ trong 2 ngày là ngày 16 và ngày 17 tháng 5 mà thôi. À, như vậy là cái dự đoán của mình ở trong cái video clip sáng nay mình lên, đó là cái đầu lâu tím chỉ xuất hiện ở trong 2 ngày chính của event là chính xác. Và cái thông tin này thì lúc đầu thì mình dự đoán là nó sẽ xuất hiện trong một chế độ chơi đặc biệt như là chế độ bậc thầy vũ khí. Tuy nhiên là bên ngay nào đã nói là nó sẽ xuất hiện rải rác trên bản đồ, thì có lẽ là nó sẽ xuất hiện ở trong một cái hòm trứng hoặc là một cái gì đó. Sau khi chúng ta phá cái đó chúng ta sẽ nhận đầu lâu tím. Như vậy là đầu lâu xanh thì sẽ nhận từ khinh khí cầu, còn đầu lâu tím thì chúng ta sẽ nhận rải rác trên bản đồ trong 2 ngày. Mình nghĩ là cái việc mà xuất hiện rải rác trên bản đồ trong 2 ngày này thì kiếm đầu lâu tím là khá dễ. Tuy nhiên thì từ sáng đến giờ cái chuyện kiếm đầu lâu xanh đã gây ra rất nhiều những tình huống bi hài, và có rất là nhiều những cái bạn mà đang cảm thấy bất lực trong việc kiếm đầu lâu xanh. Và người ta gọi là cuộc đời thật lắm bất công, thằng hai hộp sữa thằng lại không hộp nào, khi mà có những người thì khoe cái ảnh mà xung quanh họ có đến hàng chục cái đầu lâu tím, trong khi đó thì có những người ví dụ như cô em Diễm Nè này cảm giác rất ức chế, lúc thì tranh giành nhau để lấy, lúc thì cả đống không ai lấy, mặt kiểu ngang. Vâng, và có bạn GM tìm đầu lâu hồng ở đâu vậy bạn? Thật ra đầu lâu tím nhá, không phải đầu lâu hồng nha bạn gì nhá. Và rất nhiều người cũng cảm thấy rất ức chế khi mà mới nhảy xuống phát chưa hiệp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu lâu thì chưa thấy đâu mà bản thân mình đã bị bắn cho vêu mồm rồi. Và đó là một số những cái ức chế đến từ một bạn là có cái avatar rất là dễ thương, bạn Diễm Nè. Ok, một số người khác thì cảm thấy là cái việc nhặt đầu lâu hay là nhặt những cái quả trứng từ khinh khí cầu này nó vẫn là một cái điều gì đó nó khá ám ảnh. Doãn Kỳ Thuyên làm hẳn một quả selfie và lạc vào đầu lâu xanh, rất giống bài Simple Love, lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh. Ở phía dưới bạn Nguyễn Ngọc Hà nói là quân sự thì phải có địch. Và có bạn Lê Vi hỏi luôn là bạn ơi đầu lâu tím ở đâu dợ. Và bạn này chắc chắn là chưa xem video clip của Ria Kia Minh vào sáng nay rồi. Và nếu như các bạn mà có những cái thắc mắc hay là có những cái điều mà gọi là hoang mang về những yếu tố đang xảy ra trong Gaina FIFA, các bạn có thể lên kênh Ria Kia Minh để xem những cái thông tin ở trên này, thì mình cố gắng là sẽ mang đến cho các bạn những thông tin cập nhật về sự kiện game càng sớm càng tốt. Một comment mà nó hơi cục xúc một chút đến từ bạn Hằng Cục Xúc, nghe trong kinh khí cầu viết hơi sai chính tả là hết muốn làm nhiệm vụ và cười ngược và đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời. Một comment nó hơi đậm chất cục xúc đến từ Hoàng Cục Xúc. Vâng, Trương Coi an ủi Hoàng Cục Xúc, dễ mà bạn Minh Tiến, chơi với tớ tớ canh cho lấy. Vâng, một thanh niên phải gọi là độ cơ hội nó phải gọi là cao vãi cả nồi anh em ạ. Ở dưới thanh niên Lạc Trôi lại cũng comment với Hoàng Cục Xúc, theo tôi bảo kê cho. Vâng, đầu lâu thì chưa thấy đâu nhưng mà tôi đã thấy là có một vài những cái pha gạ chơi cùng rất là hay. Vâng, nếu mà các bạn muốn nhặt nhiều đầu lâu, các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản nữ, sau đó lên comment không nhặt được đầu lâu và chắc chắn nó sẽ có những người sẵn sàng gánh bạn. Bạn cây kẹo ngọt, vâng, bỏ mẹ cái nhiệm vụ nhặt kinh khí cầu ức chế VL, bao nhiêu của tôi muốn đập máy luôn. Bạn của BN của tôi, nó bạn của tôi nó đập máy luôn. Và tôi dịch là như vậy. Nhặt tối đa 10 cái một trận, bạn đông lắm KK, nhặt ở đâu vậy? Vâng, có bạn Văn Lượng comment lại một cách rất là thấm nhuần tư tưởng, gọi là ý của anh thầy dâu gì, đó là CMM không chạy mà đòi có ăn, ăn cái nói chung là trong xã hội này có làm thì mới có ăn các bạn ạ. Và cũng phải bỏ thời gian đi rình mò thì các bạn mới có thể nhặt được và đổi được cái thẻ đổi tên. Và không ai cho các bạn miễn phí được. Và không muốn làm mà muốn ăn ấy thì chỉ có ăn cái này ăn cái khác mà thôi. Và có một số bạn thì có xác nhận là cái những cái súng vĩnh viễn rất dễ ra từ cái hòm này. Họ chỉ mở một vài hòm thôi đã có mình những khẩu vĩnh viễn rồi. Thực ra thì cái bộ cái chết tím này nó không phải là súng huyền thoại, và đó lý do vì sao mà xác suất ra của nó là tương đối lớn so với những khẩu súng mà tăng 2 chỉ số như là một giảm đi một chỉ số. Thì bạn Tuấn Gà có khoe ảnh đó là XM1014 vĩnh viễn của bạn ý, và có một số bạn khác thì cũng có khoe là bạn ấy cũng có nhận được khẩu vĩnh viễn. Thì không biết là trên kênh Ria Gaming của mình thì anh em đã nhận được nhiều khẩu vĩnh viễn hay chưa. Và nếu anh em nhận được vĩnh viễn rồi thì anh em nhớ để lại cho mình một like, và nếu mà chưa thì anh em comment ở phía dưới là em chưa nhận được, và nói chung là cũng like. Ngoài ra thì một số những khẩu súng ngát nó cũng sẽ ra, ví dụ như bạn Hoài Durek. Durek là gì anh em biết rồi đấy. Thì có cảm ơn anh Gà Rán vì đã giúp cho bạn ấy ra được khẩu cái chết tím. Bạn Yến Ngốc ở dưới cũng khoe tao mở full 10 hộp cũng ra được Ska nè. Thật ra thì mở full 10 hộp tức là bạn ấy đã cầy được 50 cái, cầy được 100 cái đầu lâu rồi. Cầy 50 cái đầu lâu, cứ 50 đầu lâu chúng ta đổi được một cái hòm. Ok, và đó là một số những cái thông tin tổng quan của mình cũng như là thông tin chính thức về cái đầu lâu tím nó sẽ ra mắt vào ngày nào. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn
đến với kênh của mình. Đừng quên để lại mình một like, một subscribe, đứa đẹp trai và đứa xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.